Dạ, đây mình đang nhập vô một số những cái rau củ quả để hỗ trợ cho bà con ngày hôm nay. Dạ, có đồng đạo đến tiếp. Hết chưa chị? Là bữa nay có sang nhiêu chị? Bữa nay 120 bó. Dạ, 120 Có bó. sen này là đâu có đi lâu được các bạn chị. Bao nhiêu tiền chị? Thì hôm nay cái gian hàng không đồng để gửi đến cô bác bà con trong cái mùa dịch. Đầu tiên là ngó sen là 120 bó, là với số tiền là 360 ngàn. Đây là ngó sen mới nhổ rất là ngon. Và tiếp theo là bầu. Và tiếp theo bầu là 140 kg, 1 kg 7 ngàn là 980 ngàn. Đây là bầu. Bầu nó cũng rất là đặc biệt. Bầu và bí đao luôn. Và bầu và bí bằng giá với nhau, bí da xanh và bầu rất là đặc biệt, rất ngon. Và tiếp theo là dưa leo 80 kg, mỗi ký 4 ngàn. Đây là dưa leo 80 kg nha quý vị, ký 4 ngàn là 320 ngàn là dưa leo đó. Dưa leo và mướp 30 kg, mỗi ký 4 ngàn là 120 ngàn, là mướp 120 ngàn. Rồi đậu đũa 18 kg, mỗi 1 kg là 6 ngàn, 108 ngàn đậu đũa. Và tiếp theo là đậu bắp. Và đậu bắp là Và tiếp theo là đậu bắp. Đậu bắp 30 kg, mỗi 1 kg 6 ngàn là 180 ngàn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Và kính thưa toàn thể quý vị, lời nói đầu tiên thành hậu xin kính chúc cho toàn thể cô bác bà con luôn luôn được bình an sức khỏe, và cầu nguyện ơn trên gia trì hộ độ cho đất nước Việt Nam cùng năm châu thế giới được mưa thuận gió hòa, nhà nhà đều an cư lạc nghiệp, dịch bệnh mau tiêu trừ và tai qua nạn khỏi. Thì xin thưa quý vị, hôm nay là ngày mùng 4 tháng 8 niên Tân Sửu, gian hàng không đồng của Thành Hậu nhập vào tất cả những rau củ quả để hỗ trợ bà con trong cái lúc mùa đại dịch này. Thì cái đúng ra Thành Hậu nói rằng, tại vì cái chỉ thị của bên chính phủ nói rằng là sẽ chỉ thị 16 hết, tức là ngày 9 Tây, nhưng mà đây thì lên thêm nữa, tức là còn 10 ngày nữa, cho nên là Thành Hậu nói rằng chừng nào mà xả bỏ vấn đề chỉ thị để cho bà con đi lại dễ dàng thì sau đó Thành Hậu sẽ không có phát nữa, tại vì bây giờ bà con ta không đi chợ và chợ không nhóm, cho nên Thành Hậu phải bắt buộc hỗ trợ cho cô bác bà con trong lúc cái hoàn cảnh khổ khó này. Vậy thì hôm nay đầu tiên là về cái ngó sen, về số tiền ngó sen nhập vào đầu tiên là 120 bó, là tổng cộng số tiền ngó sen là 360 ngàn. Thứ hai là bầu, bầu và bí đao 140 kg, 1 kg 7 ngàn là 980 ngàn. Thứ ba là dưa leo 80 kg, mỗi 1 kg là 4 ngàn là 320 ngàn. Mướp là 30 kg, mỗi 1 kg là 4 ngàn là 120 ngàn. Thứ năm là đậu đũa 18 kg, mỗi 1 kg là 6 ngàn là 108 ngàn. Tiếp theo là thứ sáu là đậu bắp là 30 kg, mỗi 1 kg 6 ngàn là 180 ngàn. Tổng cộng 6 món rau củ quả trên tổng cộng là 2.068 ngàn. Đó là số tiền mà đã nhập vào ngày hôm nay. Thì Thành Hậu sẽ rút ra số tiền của một vị mạnh thường quân là chị Vũ để gửi cho, để hồi hướng công đức cho dì Phùng Kim Sản là hưởng thọ 85 tuổi, là rút ra số tiền của dì Phùng Kim Sản là chị Vũ đã gửi cho Thành Hậu và hồi hướng công đức cho cái người quá cố. Thì hôm nay Thành Hậu thay lời cho chị Vũ và đã rút ra là 2.068.000 của chị Vũ,
đã làm một cái việc công đức này cho vị Phùng Kim Sản. Thì thành hậu thay lời cho tất cả những cô bác bà con, xin thầm nguyện ơn trên Đức Phật Đức Thầy gia trì hộ độ cho bửu quyến gia đình của vị Mạnh Thừa Quân là chị Vũ, để hồi hướng công đức cho vị Phùng Kim Sản được luôn luôn bình an. Và cầu nguyện cho cô hôm nay là 85 tuổi, nhờ cô bác bà con nếu có nhân ra thời gian sau khi cúng lại thì quý vị mình cầu nguyện cho cô được tiêu diêu nơi miền Phật cánh, thoát rõ trầm lưng, và nếu có được về cảnh giới Tây Phương rồi thì tăng phẩm vị nơi ao Thất Bảo. Và Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Phật Tổ Phật Thầy. Nay chúng con đồng thành tâm cầu nguyện cho cô Phùng Kim Sản hưởng thọ 85 tuổi, nhờ ơn Đức Phật từ bi cứu độ vong linh, được thoát chốn mê đồ, giảng sanh miền cực lạc. Nam Mô A Di Đà Phật. Thì đây là cái bài cầu nguyện của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Nếu quý vị có cái thời gian rảnh thì nhân ra cầu nguyện cho cô và hồi hướng công đức cho cô, để cho cô được thoát đi một cái kiếp, cũng như là sẽ trở lại cảnh giới an nhiên, cảnh giới niết bàn, cảnh giới tịnh độ, để cuộc sống luôn luôn lúc nào. Và sau đó thì thành hậu thay lời cho quý gia đình cũng như bên chị Vũ, xin lúc nào cũng chúc phúc cho toàn thể quý vị có những hoàn cảnh khó khăn để đến đây để nhận những phần quà này, luôn luôn gia đình được bình an, luôn luôn lúc nào cũng được sức khỏe dồi dào. Và cuối lời, thành hậu xin kính chúc cho toàn thể chư quý vị pháp thể khinh an, vạn sự kiết tường an lạc, và chúc cho quý vị trăm điều phúc lộc vừa đem lại, muôn chuyện ngàn thanh đến chẳng ngưng. Và quý vị luôn luôn lúc nào cũng nhớ niệm Phật và Đức Phật Đức Thầy gia trì hộ độ cho pháp giới chúng sanh trong ba cõi sáu đường, trong mười phương pháp giới được âm siêu dương thế và phụ mẫu tại đường Tăng Long Phước Thọ, phụ mẫu quá khứ trực giảng Tây Phương. Và nguyện đem công đức lành này để hồi hướng cho pháp giới chúng sanh, đất nước Việt Nam cùng năm châu thế giới được mưa thuận gió hòa, dịch bệnh mau tiêu trừ và tai qua nạn khỏi. Và thành hậu lễ phép kính chào Nam Mô A Di Đà Phật. Thưa quý vị, đây là chúng ta đang vô đồ để vô đi Bình Dương, thành phố, để hỗ trợ cho cô bác đang gặp những hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Anh em đang vô những phần quà để gửi cho cô bác. Còn đây thì mình đang vô những phần quà này để phát trong bữa nay, rau củ quả, cũng nhờ đồng đạo đến để hỗ trợ. Chứ mấy ngày nay là mình bị đuối sức rồi, hết nổi rồi. May mắn các đồng đạo đến để hỗ trợ cho mình. Kính thưa chư quý thính giả, chương trình được tiếp nối đến bài Cảm Tác. Bài này Đức Thầy viết tại Bạc Liêu ngày 29 tháng 6 năm Nhâm Ngũ. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngồi mà ngẫm nghĩ chuyện xưa, thánh hiền chẳng biết sao vừa lòng dân. Đêm thân mài rứt nợ trần đâu khéo chân ngần chung ra. Nhìn đời lụy muôn ơi xa, thế gian đuổi tối nửa mang nửa người. Muốn rêu vang một tiếng cười, nhưng lòng chẳng nỡ khi người mê si. Đâu thông pháp
pháp lực từ bi, gán cho tăng sĩ làm chi sự đời. Con thuyền bát nhã ta khơi, dầu cho sóng gió rã rời cùng cam. Thường nhân là tánh tục phàm, biết đâu tội phước như luận đàm tương lai. Tình trường đầy giấy thi hài là gì chẳng biết những bài học xưa. Thánh nhân còn hỡi răng chừa, huống chi Phật đạo tam thừa quy mô. Sa môn chi những tín đồ, mãi dòng cạn mối tựa hồ gớm ghê. Một là gây nghiệp trần mê, hai là tan nát phu thế một đời. Lòng ta trong sạch người ơi, người sao chẳng xét luận lời phi ngôn. Cờ nguy ngựa chốt đánh dồn, trước sau cũng chớ dông tồn an nguy. Tỏ lời tâm quyết lâm ly, mong ai ngộ nhận quyết nghi duyên trần. Trách lầm mang nghiệp vào thân, chỉnh e giai giác thánh thần chép biên. Phần ta nói gót Phật tiên, ngời khen cũng mặc điêu quyền cùng hai. Thương đời phải chịu đắng cay, thân danh chẳng quản trong gai chi sờn. Ít ai nghe rõ giống đờn của người rước bỏ quán ơn cõi phàm. Ngài hằng giải ngũ quy tam, sắc không không sắc tánh ơi phàm đổi thay. Chẳng qua tai ách những ngày, nên phần xác thịt đỏ đài trần gian. Lìa quê tách bước xa ngàn, gia đình chẳng đối còn màng chi ai. Dốc tâm nguyện đến Phật đài, hiệp cùng chư Phật đổ dài năm bịch dưa leo nữa, năm bịch hai chị.
là năm bịch dưa leo nữa, tại thiếu năm bịch dưa leo, năm bịch dưa leo một tiếng năm lần bốn nhiêu linh cho người trong mộng biển minh 200 ngàn, tiếp thêm là 200 ngàn nữa ha. Dạ, nào. Bữa nay là ngày mùng 4 tháng 8 gầm cột thế chẳng qua. Bữa nãy là năm bịch thanh thức, bây giờ thêm 3 bịch nữa là 8 bịch dưa leo. Bây giờ dân thấy còn đông lắm, người ta lại lấy cũng còn nhiều lắm, nên mình cứ tiếp tục nhập vô nữa là thêm 3 bịch nữa. Bữa nay dưa leo dưới này không hả, có thêm nghe thôi đi, cái đó tâm đi. Đây là nhờ đồng đạo vô hộ tiếp, à, tổng cộng là 8 bịch dưa leo ha, 8 bịch dưa leo là nhiêu chị? Chị Liễu nhiêu à? 320. Dạ rồi, thêm 8 bịch dưa leo nữa là 320. Dì dầu lập chớ công danh, đến khi rốt cuộc cùng đành thả trôi, lá vàng. Dạ thưa quý vị, thì vừa qua là thêm 80 kg dưa leo, là 8 bọc, mỗi bọc 10 kg, 80 kg dưa leo là trị giá 320 ngàn. Về phần tiền này thì hậu sẽ rút ra của cô Rết là 320 ngàn. Và Nam Mô Đà Phật. Nó rụng người ơi, muốn năm mới có một thời tới kỳ hiệp hội Phật trời định phân. Con lành đều đủ nghĩa nhân, cha là Phật thánh tiên thần phước dư. Có đâu như thế bây giờ, loạn luân càng kỹ bất từ bất lương. Thân ta giàu lắm đoàn trường, cũng làm cho vàng chữ thương nhân loài. Ngày kia thỏa chí làm trai, tiếng lành như thể bay nực nồng. Bây giờ bờ bến chưa xong, dở dàng thời dần mà lòng chẳng nao. Ngàn xưa mấy bậc anh hào, nằm gái nếm mật già nào trách than. Trường phu chi cả dọc ngang, vào trong bốn biển mới trang thánh hiền. Làm cho kẻ bạo ngựa nghiêng, đào lành mở cửa nơi miền